Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay em lên một cái video ở tại một vườn cây Thanh Lý. Có một ông chủ mua cái vườn cây này một hết rưỡi cây. Tính ra đếm cây thì những cây to, cây nhỏ thì khoảng tầm ấy có khoảng 700 cây của cái vườn này. Đấy quý vị, thì em bao quát qua là từ sáng đến giờ là chủ cắt. Em vào thì có một chiếc mua coi như là 4.600 kêu bán. Đấy, 4.600 kêu bán thì em quay xong rồi. Đấy, và em cũng đã review một video bốc xe lên rồi. Thì bây giờ em không review bốc phát nữa, mà em review cái vườn cây. Và em cũng nói với cả nhà là cái vườn cây này mua và cắt như thế nào. Thì trước khi mà chủ đến chủ nhà bán cho một chủ mua vườn cây Thanh Lý, thì cái vườn này là toàn bộ cây đẹp không quý vị nhá. Đây, cây 2-3 năm này, cây đẹp không này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vườn này trên 700 cây. Đấy, và có những cây to này này, to luôn rồi. Đây, đây cây to. Đấy, cây to như thế này này. Đấy, vành to lắm. Đấy, đấy, toàn cây 2-3 năm, cây đẹp luôn. Đấy, thì trước khi mà vào cắt cây á, thì người ta mở một lối. Người ta nhìn qua cái cây cao su này nó ngã về đâu thì bắt đầu người ta cắt về đó, mở một lối đây. Đây, tức là mở một con đường trước để cho xe vào. Đây, đấy. Thì bây giờ lên Tuấn review luôn cái cắt cây Bobby. Đấy nè. Đây, đây, lúc này là đã hạ một đường. Đấy, hạ một đường Bobby đúng rồi. Đấy, đấy. Trước khi hạ một cái cây này xuống là cái gốc cái này nè. Đấy nè, gốc đây thì bắt đầu cắt mét 3 hoặc 1 mét là tùy theo mỗi người, mỗi chủ cắt. Đấy, đấy. Thì cắt trong lấy bao bì. Đấy, thì bắt đầu cắt luôn cùi đoạn luôn. Cắt luôn cùi đoạn luôn. Đấy, và bắt bốc lên. Những người thợ cưa. Và đội ngũ để cắt cây. Đội ngũ cắt cây. Và đi một đoàn luôn. Một đoàn luôn là từ người nấu ăn cho đến bông phát, máy cưa. Đấy. Và một dàn xe luôn đây. Đấy. Đã đem cả vợ con đi nấu ăn luôn đây. Và đồ luôn. Cắt hết cái vườn này xong làm gì. Đấy. Đây có những cây và cỏ này. Và cỏ trước này cắt này. Đấy. Một phi đoàn luôn và một đôi quân tam bốc luôn. Đấy, cái xe này bốc từ sáng đến giờ đấy, là bốc xe này bốc được 15-16 khối, 15-18 tấn nếu bốc đầy xe này, nó tùy theo xe, xe lớn xe nhỏ. Đây là những thợ máy cưa. một ekip đi là hoàn toàn gần 5-6 máy cưa quý vị, rồi mười mấy người, 20 người, người bốc vác, người cuối đoàn, rồi máy cày là 3 cái liên tục bốc vác bao bì và cuối đoàn. Đấy. Đó, mát luôn.
là bốc xong rồi, bốc xong một hàng đó là được mới chưa đầy nửa xe đấy. Đó. Đấy. Mở một đường thông suốt để hạ cây vào. Toàn cây bò bì lớn kìa. Ở chỗ này. Trước khi hạ một cây là phải vạc gốc để nó không dính mủ vào máy. Đây là thợ máy cưa đang còn mài lưỡi cưa. Nó cùi à? Nó cùn à? Đấy, mỗi khi mà cắt là phải mài lưỡi cưa này. Mài cho bén nó là cắt tiếp. Đấy, vạc gốc này. Vạc gốc. Và gốc nó rung. Đấy, và lúc này chiếc xe này bốc từ sáng đến giờ là riêng hai hàng là được một nửa xe rồi. Đấy, được nửa xe. Đấy. Nửa xe đây chưa? Nửa xe. Và từ đây lên đây nữa nửa xe nữa là được một xe bò bì. Đấy, đang đi xe từ từ vào luôn. Đấy, vào bông. Rồi ok, rồi mình ngừng ở đây để xin phép cả nhà cũng như tất cả xin cảm ơn đang theo dõi kênh cũng như hôm nay review một cái lô của chủ nhà bán cho một ông chủ thanh lý cao su. Rồi xin chân thành cả nhà xin cảm ơn theo dõi video sau.